bán cây ớt đỏ, cây ớt ăn quả đấy bạn ơi. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu cây ớt như này, các bạn nhìn này, cây thì bé như này nhưng mà quả sai ơi là sai như này. Đó. Khi bé thì nó xanh xanh như này, còn khi chín thì nó đây ạ. Chuyển màu dần sang màu đỏ nha bạn nha. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây ớt giống ạ, cây ớt đỏ thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là một trong các số điện thoại trên màn hình nha bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều ạ.